Kính chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quatka VN. Trong phân khúc SUV phổ thông cỡ lớn thì chúng ta không thấy có nhiều đại diện. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một mẫu xe trong phân khúc này đến từ nước Đức, đó chính là Volkswagen Teramount. Nói đến nền công nghiệp ô tô của nước Đức thì chúng ta có thể nói với nhau rằng đó là một quốc gia có nền công nghệ chế tạo cơ khí tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Và hôm nay, như truyền thống, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chiếc Volkswagen Teramount này, xem khung, gầm, bệ, treo của nó được chế tạo như thế nào. Nào, đến bây giờ chúng ta lại làm một cái chuyện, việc rất là truyền thống. Đó là lộn gầm chiếc Volkswagen Teramount để xem cái gầm của nó có gì đặc biệt hay không. Xin mời các bạn. Bắt đầu các bạn nhìn có thể nhìn thấy tổng thể rằng một cái gầm rất là chỉn chu từ đầu đến đuôi. Đây là tấm giáp gầm này, lót cách nhiệt cho khung xe. Đây là bình xăng làm bằng nhựa chứ không làm bằng vật liệu kim loại nữa. Và phần dưới này là các bạn có thể nhìn thấy bộ vi sai sau và hệ thống cầu sau. Nó vẫn có một cái gì đó toát lên, đúng là một chiếc xe được thiết kế và chế tạo chỉn chu của người Đức. Nhưng bây giờ chúng ta đi chi tiết vào từng vị trí, từng cụm linh kiện để xem với bố trí này liệu cái chất Đức nó còn rõ rệt hay không. Đầu tiên này, các bạn có thể nhìn thấy càng A, bộ phận treo trước của Teramount thì vẫn là sử dụng Mark Fison, tương đối giống ở trên chiếc Ford Explorer. Tuy nhiên về mặt chi tiết thì nó có một chút khác biệt. Giảm sóc trục chính ở đây nó chia sẻ cùng với cả Volkswagen và Audi luôn. Kết hợp đây là các bạn có thể nhìn thấy cái rô tin đứng đi theo cái thanh cân bằng ở đây. Tất cả đều rất là to bởi vì cái tự trọng của Teramount là một trong những chiếc xe rất là lớn. Cái càng A này được đúc bằng nhôm hay bằng gang gì đấy, được sơn đen. Tuy nhiên điều đặc biệt nó lại nằm ở phía routine. Các bạn có thể nhìn thấy nó ở trên những chiếc Toyota, rằng ở trên những chiếc Toyota là nó cũng được cấu tạo dạng này, là có thể tháo rời ra để lắp, để thay thế riêng cho cái routine, thể hiện cái cách mà Volkswagen là một hãng xe gọi là xe phổ thông mà, xe đại chúng mà, cho nên họ sẽ sử dụng cái này để làm gì? Giảm cái chi phí sử dụng thay thế linh kiện. Ở trên chiếc Teramount này thì hộp số DSG nổi tiếng của Volkswagen nó không còn hiện diện nữa, mà thay vào đó là một hộp số tự động AT 8 cấp bình thường. Và đây là cái trục các đăng chạy từ đua số ra phía chuyển ra phía sau. Và với cái cấu tạo này, thiết kế này thì tôi tin rằng chiếc xe này nó là một chiếc xe dẫn động AVGD, nhưng nó sẽ thiên về cầu trước nhiều hơn. Một chút nữa tôi sẽ phân tích cho các bạn tại sao nó lại thiên về cầu trước. Và đặc biệt là các bạn có thể nhìn thấy các cái thanh gia cường đây. Nó không nhỏ nhỏ nữa đâu mà nó rất là to. Nó kết hợp ở dưới gầm khiến cho nó gia tăng cái độ cứng của thân xe lên rất là nhiều. Độ cứng thân xe được tăng lên thì cái độ an toàn cũng được tăng lên, và đặc biệt là cái gia tăng cái cảm giác lái lên rất nhiều. Đi xuống dưới đây, đây là cái cụm hệ thống treo ở phía sau. Các bạn có thể thấy rằng là tất cả những cái sàn đấy đều được phun phủ ramping một cách kỹ lưỡng. Khi mà cầm lái chiếc Teramount thì tôi cảm thấy rằng cái chỉ số cách âm của nó rất là tốt. Tốt từ việc mà cái phần âm thanh từ gầm lên là rất ít, rất nhỏ. Giới thiệu với các bạn, đây là bộ vi sai sau của Teramount. Bộ vi sai này nó có một cái phần điện để điều khiển nó. Và tôi nghĩ rằng
với cái thiết kế này bình thường, Phenomon hoạt động ở vận hành ở một cái điều kiện bình thường thì nó sẽ ưu tiên cầu trước, chỉ khi nào có nhu cầu thì cái bộ này nó sẽ đóng lại và truyền lực ra phía sau. Nếu mà các bạn đã từng cầm lái chiếc Tiguan hoặc là Touareg thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất thú vị khi mà cầm lái. Bởi vì làm sao? Là nó đúng là một chiếc xe thuần chất của Đức, cái cảm giác lái của Đức. Cái lực nó truyền từ bánh sau theo cái hướng đẩy rất là nhiều. Tuy nhiên với cái thiết kế này của Teramon thì nó lại thuần chất của một chiếc SUV kiểu Mỹ. Tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy cái hệ thống treo sau. Hãy nhớ là Teramon là một chiếc xe SUV cỡ lớn, cỡ cận lớn, nó tràn 5m, thì cái hệ thống treo sau lại là một trong những hệ thống rất rất là quan trọng. Treo sau ở đây nó không khác gì một chiếc Audi Q7. Tóm lại là nhìn cái gầm của Teramon thì các bạn có thể thấy rằng nó vẫn được chế tạo một cách tỉ mỉ, chi tiết và đáng tin cậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm chiếc Teramon này để xem những cái gì chúng ta nhìn nhận bây giờ nó thể hiện ở trên đường như thế nào. Nào các bạn, cùng tôi. Nói đến những chiếc xe Đức thì chúng ta hay nhắc đến cảm giác lái, và cái thứ mà tác động nhiều đến cảm giác lái đó chính là cái nút Driver Mode. Ở trên những chiếc xe Đức và đặc biệt trên chính chiếc Volkswagen Teramon này, cái Driver Mode nó không chỉ tác động đến cái độ lặng nhẹ và linh hoạt của vô lăng mà nó còn tác động đến cả độ nhạy của chân ga cũng như sớm muộn của sang số. Tôi lấy một cái ví dụ như này. Đây, kích hoạt nút Driver Mode ở chế độ đô thị hay là quốc lộ thì các bạn có thể được tùy chọn 4 chế độ nữa, đó là Eco, Normal, Sport và Custom. Custom là các bạn có thể đặt được cái chế độ lái này theo mong muốn, chủ ý của các bạn. Bắt đầu thì tôi chọn vào cái mode Eco. Hiện nay với cái mode này thì tôi cảm nhận rằng cái vô lăng nó cũng nhẹ hơn, trợ lực nhẹ hơn, dễ lái hơn và rất là thoải mái. Cái sang số rất là sớm. Nó sớm làm gì? Để không cảm nhận được cái độ chuyển số đâu. Tua máy ở tốc độ 60 km/h hiện nay tôi đang đi, nó chỉ rơi vào khoảng độ 1.200 vòng phút. Và với một cỗ máy 2.0 lít chạy ở cái tua máy 1.200 vòng phút thì có đúng rằng là quá là tiết kiệm không? Thì nó không hổ danh là đây là một cái chế độ Eco. Tiếp tục tôi sẽ chuyển sang chế độ Normal. Khi mà chuyển sang chế độ Normal thì cái sự khác biệt với Eco không quá nhiều. Hiện nay với tốc độ 60 km/h mà tôi vẫn có thể duy trì ở cái cấp số 7 trong cái hộp số 8 cấp của Teramon. Và với cái chế độ này thì các bạn cũng chạy khá là mượt mà và thoải mái. Chân ga nó cũng có độ nhạy hơn so với Eco một chút, nhưng mà nó vẫn thể hiện một cái hướng đến cái sự mượt mà trung tính. Tuy nhiên đây mới là sự khác biệt. Chuyển sang chế độ Sport, lập tức là hộp số chuyển về 2 cấp số. Hiện nay với tốc độ 60 km/h, hộp số đã chuyển ngay về cấp số 5 và vòng tua nhấc lên đến khoảng độ 1.800 vòng phút. Lập tức đây là nó hiểu rằng chiếc xe đang chờ đợi những cú nhấp ga của chủ nhân của nó. Tôi thử cho các bạn. Ok, rất rõ ràng, vô lăng nặng hơn, ga nhạy hơn và đặc biệt là hộp số luôn giữ ở một cái tua cao để tận dụng cái sức mạnh của động cơ kéo đi một cái xác xe có trọng lượng đến hơn 2 tấn. Tuyệt vời đúng không các bạn? Một trong những cái điều mà tôi đánh giá cao ở trên chiếc Volkswagen Teramon này đó chính là hệ thống điều hòa Climate. Hệ thống điều hòa này nó có một cái
cho một cái hiệu quả làm mát thực sự là ấn tượng. Trên chiếc Thermon thì điều hòa được chia làm 3 vùng độc lập. Trước 2 vùng và đằng sau 1 vùng. Các bạn có thể tùy biến ở phía trên này cho việc mà các luồng gió sẽ thổi theo. Nhưng đặc biệt thì các bạn, đó là cái nút Aircare này. Khi mà các bạn chuyển sang cái chế độ này và các bạn active nó lên, thì tất cả cái hệ thống điều hòa ở trên xe sẽ được tính toán và kích hoạt để làm sao cho các luồng gió, hướng gió tỏa khắp cái không gian của xe. Và lúc đấy cả cái bầu không khí ở trong xe, chỗ nào nó cũng được lan tỏa như nhau. Và từ đó thì các bạn ngồi trên xe, các bạn sẽ cảm thấy rằng nó không có bất kỳ một cái luồng gió thổi nào, gió lùa ấy, nào cả. Mà bạn chỉ cảm nhận ra một cái bầu không khí mát mẻ và trong lành. Đây cũng là một trong ưu điểm của hệ thống điều hòa Climate trên chiếc Thermon. Trên hành trình mà chúng tôi đi đến thị trấn Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình, thì đây là một trong những cái tuyến đường bắt đầu đi vào những cái địa hình đèo dốc. Và hiện nay thì tôi vẫn đang để chế độ Eco trên chiếc Thermon, và nó vẫn thừa sức mạnh để có thể chinh phục những con dốc ở cái tuyến đường này. Đây là một lợi thế trong việc chế tạo những khối động cơ có dung tích nhỏ nhưng hiệu suất làm việc rất tốt trên những chiếc xe Đức, và đặc biệt trên chiếc Thermon. Động cơ của Thermon chỉ có dung tích 2.0 lít cho công suất 220 mã lực và 350 Nm lực kéo. Tuy nhiên, cái giải lực kéo rất là dài và sớm. Nó đạt cái lực kéo 350 Nm chỉ bắt đầu từ 1.600 vòng phút. Mặc dù nó chỉ có 2.0 lít thôi, nhưng nó vẫn cõng một cái xác nặng khoảng 2 tấn và đi trên một cái cung đường đèo dốc này mà hoàn toàn không có bất kỳ một cái cảm giác nào gọi là bị ì ạch cả. Vẫn lướt nhẹ, nhanh và chuẩn xác trên những cái cung đường đèo dốc. Đây cũng là một cái lợi thế mà hiếm có ở trên những chiếc xe full size như thế này. Để đánh giá được một chiếc xe tốt, nó sẽ được tổ hợp rất nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố mà quan trọng bậc nhất đó là hệ thống khung, gầm và treo. Khung xe của Thermon được đánh giá là khá là chắc chắn bởi vì nó được sử dụng cái công nghệ hàn laser, khiến cho cả cái khung xe của Thermon nó rất là cứng vững. Kết hợp với hệ thống treo mà hôm qua tôi đã lên cầu để soi ấy, thì với những cung đường cua liên tục như các bạn biết, thì Thermon đã thể hiện một cách khá là xuất sắc. Chiếc xe nó không bị chiêng, không có cái cảm giác xe nó bị vặn xoắn quá mức, mà nó vẫn nghe từng cái vần vô lăng của tôi. Và đúng thật, Đức vẫn là Đức. Để kiểm chứng cho cái nhận định là Thermon là một chiếc xe AVKD, dẫn động AVKD 4Motion rất là nổi tiếng. Tuy nhiên, cái dẫn động này nó lại thiên về cầu trước nhiều hơn, và nó chỉ phân bổ lực kéo ra cầu sau khi ở những cái điều kiện nhất định. Tại đây, những cái khúc cua liên tục ở trên đường đi đến thị trấn Đà Bắc, nó đã giúp cho tôi có một cái nhận định chính xác hơn. Đó chính là việc mà tôi siết những cái ga khi mà ra cua, thì cái xe nó có cảm giác cái xe nó được kéo đi, chứ nó không phải là được đẩy đi. Và xe được kéo đi thì nó sẽ dễ lái hơn rất nhiều. Nó không bị quẫy đuôi, nó không bị có một cái hiện tượng là oversteer như những chiếc xe mà có cái xu hướng dẫn động cầu sau nhiều. Đi thẳng cái đường này à? Còn bao xa nữa hả bác? 2-3 cây. Suối có đẹp không? Suối bên kia có nhà du lịch đấy. À, có nhà du lịch ạ. Ôi, em bé xinh quá. Bye bye. Cảm ơn bác.
sai đường. Dạ, em lên đây là để hỏi được. Ôi nhà mình đẹp thế. Thế là đây là nhà sàn của đồng bào gì? Đồng bào Mường. À, đồng bào Mường à? À. Ôi đẹp nhờ. Đi thẳng ở đây 2-3 cây nữa là đến suối Ké à bác? Ừ. À. Cảm ơn bác. Một trong những điểm mạnh của Volkswagen đó chính là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thể than được mang tên là 4Motion. Thì bây giờ tôi sẽ thể hiện cho các bạn một tình huống mà 4Motion nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây là một cái đường mà phải đi qua đây mới vào được trong khu suối trong. Nào, để xem 4Motion trên chiếc Tenamon được thể hiện ra sao. Đây một thử thách khá lớn. Khi mà đó, hỗ trợ xuống dốc cũng đã được kích hoạt. Đây là một cái chức năng rất là an toàn cho những cái chuyến đi off-road tự kích hoạt. Đó. Khi mà cái xe nó có độ nghiêng nhất định thì cái chế độ xuống dốc nó sẽ được kích hoạt. Ok. Tôi chuyển sang chế độ off-road và 4Motion đã hoạt động và vượt qua những cái chướng ngại vật vô cùng đơn giản. Chúng ta đã đến nơi. Một cái cảnh rất là chill, rất là thảnh thơi. Em cảm nhận thế nào về Volkswagen Tenamo? Sướng anh ạ. Đang sướng. Hà Nội đang nóng quá, lên đây mát. Mà cũng phải công nhận là người ta làm ra những cái xe này, chúng ta có những hành trình như này anh ạ. Thứ em nghĩ là chả có con sedan nào cho anh em mình cảm giác nó mát như này đâu anh ạ. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về nó. Về mặt ngoại hình, em cảm nhận nó thế nào? Thích hay không thích nó? Em vừa thích vừa không thích. Rồi. Cái thích đầu tiên của em là nhìn trực diện cái xe này cho em một cái cảm giác nó rất là nam tính, rất quý ông, nhưng mà cũng rất thể thao. Cái nhận định của em về chiếc Tenamo nó cũng tương đối giống anh. Em có thể nhìn thấy rằng tất cả ngôn ngữ thiết kế của Volkswagen thời gian gần đây nó đều hướng đến một cái ngoại hình là khỏe với các đường nét rất là sắc, đúng không? Thêm thứ hai là cái mặt ca lăng đi liền với cả cái cụm đèn pha, trông nó rất là lịch thiệp. Nó như là một quý ông ấy, một người đàn ông lịch lãm. Với cái phong cách thiết kế này thì những người kiểu công chức hay là những người business ấy, họ sẽ rất thích cái thiết kế này. Nó không quá nghịch ngợm nhưng mà nó vẫn đủ lịch thiệp và đẹp, nhưng mà vẫn rất là lịch sự, đúng. Rất là lịch lãm, đúng không anh? Chính xác. Cái này nó không chỉ đến từ cái mặt ca lăng hay là đèn pha, mà nó đến cả về phần thân xe hay là đèn hậu. Có cái gì đấy nhiều người nói rằng cụm đèn hậu nó nhang nhác như trên mẫu xe Audi Q7. Nhưng cái đầu đó thì chắc là cũng không thể nào mà mình chối bỏ được, bởi vì Volkswagen với cả Audi là cùng trong một tập đoàn Volkswagen AG mà. Có cái điều gì mà em không thích ở ngoại hình của chiếc Tenamo này không? Thì đấy, như em nói rồi, em rất thích một cái ngoại hình nó như kiểu một anh tập gym mà mặc vest ấy anh, nhìn rất khỏe khoắn mà vẫn rất lịch thiệp. Nhưng mà có một cái với người trẻ nhá, với trẻ, với em này, bây giờ thì các xe nó người ta đều mơm phay xước hai màu, về hai màu tương phản, rồi những cái cánh, những cái nan hoa rất là điệu đà. Còn chiếc xe này anh nhìn xem, một màu và rất đơn giản. Nó basic đúng không? Đúng rồi anh. Thực ra thế này, chúng ta phải nói một chút nữa về nguồn gốc của nó. Đây là một chiếc xe nhập khẩu từ Mỹ. Và cái thị trường Mỹ thì hãy nhớ đây là Volkswagen, nó cái tên Volkswagen nó bản chất nó là đại chúng, là phổ thông. Cho nên tất cả những cái sản phẩm của Volkswagen nó cũng hướng đến
hầu hết là người dân ở cái mức độ trung bình, thu nhập trung bình. Trên những cái mâm, thiết kế mâm hoặc là cái cách làm mâm nó cũng đâu đó nó thể hiện một cái nhân sinh quan của bản hãng là nhìn nó đơn giản, công năng thôi, nhưng mà về mặt chi phí sử dụng. Bây giờ em thử đi một cái mâm xước, em review lại, review lại khi mà nó bị xước, em sẽ mất bao tiền, tốn kém hơn. Nhưng với cái mâm này, basic như này, nó dễ làm mới hơn, bền bỉ hơn và đúng cái kiểu suy nghĩ của bản hãng đấy. Vậy thì ngoại thất nó, Teramo là một trong cái mẫu xe nó không có quá nhiều những cái điểm nhấn nhưng mà chúng ta không chê được nó, đúng không? Vâng. Nội thất thì sao? Nội thất với em thì cái điểm đầu tiên em bước vào đó là rộng. Thực sự là lâu lắm rồi mới bước vào một cái xe nó rộng như này. Không dễ hiểu bởi vì là một chiếc xe rất là to, đúng không anh? Nó là một xe gọi là cận full size. Nó là cận full size. Nó chiều dài của TMO là 5m1, rộng 2m. Thực ra chính xác là 1m999 và 2m và cao đến 1m78. Chiều dài cơ sở là gần 3m, 2m98. Với một không gian như vậy thì chắc chắn rồi, em đi vào đó nó giống như là một cái ngôi nhà hơn là một cái xe. Còn điều gì nữa mà em thích ở trên chiếc xe này? Thực ra thì có thể cái điều này thì em thấy, với em thì em dự là em không thích, nhưng mà em thấy nó sẽ rất hợp với xe, đó là cái thiết kế nội thất nó khá là tinh giản và không quá màu mè, phù hợp với thiết kế của xe, tổng quan xe. Đúng. Nội thất, thiết kế nội thất và thiết kế ngoại thất nó khá là ăn nhập. Khi em bước vào cái khoang nội thất của Teramo thì em có thể thấy là cái nội thất của nó với cái ngoại thất nó rất là ăn nhập với nhau. Vẫn lịch lãm, lịch thiệp và nhìn nó mang cái xu hướng là thiết kế theo kiểu tinh giản. Với cái thiết kế này thì anh đánh giá nó rất là bền dáng, nó rất là bền dáng. Vật liệu, chất lượng của vật liệu nội thất thì anh đánh giá cũng là rất ok. Ví dụ như là cái tablo thì em ấn vào đấy nó vẫn mềm. Cái này nó vừa có tác dụng về đẹp, về mặt thẩm mỹ. Thứ hai nữa là về mặt cách âm nó cũng tốt hơn. Ở dưới cái phần tablo nữa thì em có thể nhìn thấy những cái mảng ốp gỗ khá là lớn kết hợp với da và phối màu khiến cho cái xe trông nó rất là lịch lãm và mang cái cảm giác cao cấp, đúng không? Cái này nó cũng có một cái nữa, đó là cái màn hình. Em đánh giá sao màn hình của Teramo? Thực ra là với một chiếc xe to như này thì em sẽ kỳ vọng một cái màn hình nó to hơn. Nó siêu to khổng lồ, đúng không? To hơn thì nó sẽ nhìn nó sướng mắt hơn anh ạ. Đúng, nhưng mà với Teramo thì cái màn hình nó cũng hơi khiêm tốn. Hơi khiêm tốn. Đâu đó khoảng 89 inch gì đó thôi. Nhưng mà nó lại có một cái chức năng khá là tốt, đó là nó được tích hợp Android Auto và Apple CarPlay không dây. Khá là tiện, đúng không? Bởi vì với cái thời đại mà 4.0 bây giờ ai cũng có smartphone thì chúng ta dùng đúng cái smartphone của ta, biến cái đầu đó trở thành một cái phương tiện giải trí, đúng không? À, còn một điểm nữa anh ạ. Tất cả các cổng sạc trên xe là cổng C hết rồi. Đúng rồi. Đấy nó cũng là một cái xu hướng bây giờ. Nó nên là một cái trang bị mà tất yếu với xe, bởi vì là rõ ràng cái cổng C nó tiện hơn và nó cho chúng ta cái tốc độ sạc nhanh hơn. Nhanh hơn, trao đổi thông tin cũng nhanh hơn. Đúng rồi. Đó. À, nói tiếp về ghế đi. Hai ghế trước thì nó có độ rộng vừa phải. Với một người khoảng 1m7 nặng khoảng hơn 70 cân như anh, ngồi vẫn rất là ok. Thậm chí là những người to béo hơn cũng được, không vấn đề gì cả. Bởi vì thừa biết cái không gian của nó rộng tận 2m cơ mà, rất thoải mái. Với cái hộc chứa đồ ở giữa, em cũng có thể thấy rằng là chúng ta có thể để iPad vào đấy được, đúng không? Hàng ghế thứ hai, đây là hàng ghế có thể nói là ngồi thích nhất. Nó có thể di chuyển được trượt lên xuống, đúng không? Và nó cũng có cái độ ngả rất là lớn nếu mà hàng thứ ba chúng ta không sử dụng, đúng không? Đúng rồi ạ. Và đặc biệt là nó có một không gian nội thất màu be khá là nhẹ nhàng và khiến cho cái không gian nội thất của xe nó càng rộng hơn. Cái thứ mà để giúp chúng ta kết nối với cái xe đó là cái vô lăng. Thì anh hôm qua, mấy hôm nay anh cũng trải nghiệm xe rất là nhiều rồi.
Em thấy cái vô lăng này là một cái vô lăng nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh, lại có đê cắt rất là thể thao, thì không biết là cảm giác cái vô lăng như nào anh? Về hình thà dáng của nó đẹp, tuy nhiên nó lại có một cái là với một cái mức tiền gần 2 tỷ tư mà nó lại sử dụng một cái vô lăng bọc nhựa thay vì bọc da thì nghe nó sao sao ấy và hơi khó chấp nhận. Một thiếu sót hơi tiếc đúng không anh? Hơi đáng tiếc, thật sự là hơi đáng tiếc. Nhưng bù lại thì lại là một cái này là cái hay của Dynamo này. Đó chính là cái vô lăng này là được trợ lực điện nhưng nó lại biến thiên theo tốc độ và biến thiên cả với driver mode luôn. Như xe thể thao luôn. Như xe thể thao, cho nên cầm lái, cầm cái vô lăng của cái xe này khá là sướng. Có một điểm nữa mà em lại phải lội lại và để hơi bắt lỗ với Volkswagen Việt Nam một tí là cái ghế ngồi rất rộng, rất thích, đúng không anh? Đúng. Cái ghế đấy cho anh ngồi chạy thậm là anh thậm chí đấy. Là với một người như anh là bị bệnh cột sống thì cái ghế đấy nó còn được có một cái chức năng bơm hơi để cho nó phù hợp với cái cột sống của mình, khiến cho là mình có thể đi được những hành trình dài mà không bị mỏi, đỡ mỏi. Chỉnh điện, bơm hơi, có cả sửa. Có cả sửa, nhưng mà em sẽ vui vẻ hơn nếu như cái ghế đấy có làm mát. À, đúng. Bởi vì là rõ ràng là một nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam thì sửa là cái điều hơi bị thừa một tí. Và hơi xa xỉ quá nhỉ. Yeah. Và chúng ta rõ ràng là cần một cái ghế nó mát hơn. Đúng. Nếu mà ai đã từng đi ngồi lên những chiếc xe mà có sưởi có nằm mát ghế thì đi mùa hè rất là sướng. Và đặc biệt ở Việt Nam thì kể cả Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì cái nhu cầu sử dụng một cái ghế có làm mát nhiều hơn gấp nhiều lần so với một nhu cầu một cái ghế sưởi, đúng không? Đây cũng là một điểm trừ mà anh cho rằng người làm sản phẩm của Volkswagen cần phải suy nghĩ lại ở những cái phiên bản tiếp theo của Dynamo. Mà cứ bới móc thế nhưng mà cũng phải có một điểm khen một tí anh ạ, đó là cái cửa sổ trời. Em thì không biết mọi người thế nào nhưng mà em vẫn rất vui vẻ với một chiếc xe mà có cửa sổ trời dù nó bé hay không. Và rất may mắn chiếc xe này có một cửa sổ trời panorama to. To và giúp cho cái không gian lúc mở ra nhìn nó rất là thoáng. Nó khoáng đãng, nó khoáng đạt hơn đúng không? Thích hơn chứ anh. Và rõ ràng với một cái không gian lớn người ngồi đằng sau cần phải có cái sự thụ hưởng nhiều hơn. Và cửa sổ trời là một trong những điều đó. Nó sẽ kết nối con người với cái không gian xung quanh tốt hơn, đúng không? Và cửa sổ trời là một điểm cộng của Dynamo. Anh đồng ý. Rồi tổng kết lại phần nội thất thì rõ ràng là chúng ta vẫn có những cái điểm nhỏ nhặt mà chúng ta chưa thể ưa thích được. Nhưng mà nhìn chung lại nội thất rất rộng, phải nói là rất rộng này. Ghế thích. Rồi điều hòa 3 vùng, mát. Và một cửa sổ trời để buổi tối mở ra rất là lãng mạn rồi đúng không anh? Trải nghiệm mấy ngày hôm nay của anh thì chiếc xe như nào anh đã nói rồi. Có một điều em rất quan tâm trong cái thời buổi mà giá xăng nó đang rất là cao như này, đó là 30 mấy nghìn một lít à? Đúng rồi anh, đó là mức tiêu hao nhiên liệu. Bởi vì đây là một chiếc xe nó to. Và cái gì to thì nó cũng sẽ đấy lên. Thì mức tiêu hao nhiên liệu mà anh đạt được như nào hả anh? Qua mấy ngày sử dụng cũng như trong cái chuyến ngày hôm nay đi thì cái tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp nó rơi vào khoảng 10 lít rưỡi đến 11 lít. Với một chiếc xe này thì hoàn toàn chấp nhận được. Còn trước khi anh đi đến lên trên này thì anh đã reset lại thì đâu đó với đường trường thì nó chỉ ăn vào khoảng độ 8 lít, hơn 8 lít một chút thôi. Một con số khá là ấn tượng với một cái chiếc xe nặng 2 tấn đúng không? Tất cả điều đó nó phụ thuộc vào động cơ hộp số của Dynamo. Động cơ của Dynamo nó chỉ là 2.0 nhưng nó là một động cơ mới của Volkswagen. Công suất ra cũng đủ dùng 220 mã và đặc biệt là lực kéo của nó đến 350 Nm. Cái quan trọng hơn là cái giải lực kéo rất là dài bắt đầu từ 1.600 đến hơn 4.000 cơ. Chính vì cái giải đó kết hợp với cái hộp số AT 8 cấp thì cái độ mượt của xăng số rất là mượt, cái lực kéo nó cũng rất là mạnh và đương nhiên rồi, động cơ dung tích nhỏ thì tiêu hao nhiên liệu cũng thấp hơn. Vậy thì cái chi phí sử dụng của Dynamo nó cũng thấp đi tương ứng. Rồi mình nói với cái xe này hơi nhiều rồi anh ạ, bây giờ một tí so sánh đi, ngó sang đối thủ.
Thực ra cái một khúc xe 7 chỗ và cùng với tầm giá tiền này thì mình thực ra nó cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có huyền thoại Toyota Land Cruiser Prado này, rồi một trong những kẻ tiên phong Ford Explorer, chúng ta có Hyundai Palisade và sắp tới là Kia Telluride. Thì anh đánh giá sao về chiếc xe Terramon này với những đối thủ cùng phân khúc này? Đúng, cái câu chuyện mà lựa chọn chiếc xe nào trong cái phân khúc này thực sự là khó. Prado thực ra là nó không cùng trong phân khúc này, nhưng nó lại cùng trong tầm tiền này. Tuy nhiên nó là một tượng đài ở trong cái phân khúc này. Bởi vì sao lại vậy? Nó là một chiếc SUV thuần khiết, trèo đèo, lội suối, bền bỉ, giá trị bán lại rất cao bởi vì nó có thương hiệu Toyota. Nhưng với anh thì anh sẽ không lựa chọn Prado. Bởi với những cái người như anh không phải làm ở trong những cái công việc phải thường xuyên đi những đường xấu, neo đèo lội suối, thì Prado anh không lựa chọn. Tiếp theo là Hyundai Palisade, chiếc xe mà anh cũng khá là ấn tượng về mặt design phía ngoài, option nội thất phía trong. Tuy nhiên nó lại có một cái cản trở. Thứ nhất là nhà phân phối Hyundai Thành Công không bán đại trà mẫu xe đó trên thị trường. Thứ hai là giá của Palisade không rẻ, đâu đó khoảng 2,5 tỷ. Thứ ba là Taco có công bố, hồi đầu năm có công bố rằng là sẽ phân phối Kia Telluride, nhưng đến tại điểm này thì cũng chưa có thêm nhiều thông tin về nó. Đương nhiên nó là một mẫu xe cũng bán khá là chạy tại thị trường Mỹ, hy vọng là mẫu đó cũng sẽ được chấp nhận ở tại Việt Nam. Tiếp theo có thể nói là đối thủ chính của Terramon, đó chính là Ford Explorer. Ford Explorer sau khi nâng cấp thì nó có những cái thể hiện vượt trội, từ cảm giác lái, từ không gian, từ trang bị và nhiều thứ nữa. Tuy nhiên, Explorer là hơn con này về mặt trang bị, về âm thanh, về ADAS, về hỗ trợ lái, về một số những cái tùy chọn nữa. Tuy nhiên nó lại có một cái hạn chế, đó là bây giờ nếu bạn không có từ 200 đến 300 củ lạc thì sẽ không bao giờ bạn có thể nhận được Explorer tại thời điểm này. Còn về Volkswagen Terramon, mặc dù nó vẫn còn một số những cái thiếu sót về tiện nghi cũng như là chức năng, nhưng với những ai mà họ yêu thích giá trị cốt lõi của một chiếc xe hơi, những cái cảm giác lái của một chiếc xe Đức, thì Terramon là một lựa chọn. Bởi nếu mà các bạn cầm lái Terramon, các bạn sẽ không thể chê được nó cái gì cả. Nếu các bạn thích tiện nghi, thích option, thích nhiều chức năng thì Terramon không phải lựa chọn. Còn ngược lại thì Terramon là một sự lựa chọn mà hoàn toàn rất là ok. Đáng cân nhắc đúng không? Đáng cân nhắc. Rất lịch thiệp, mạnh mẽ vừa đủ và một không gian rất rộng rãi. Vừa rồi là những trải nghiệm, những chia sẻ của anh Thắng cũng như là của mình về chiếc Volkswagen Terramon, chiếc xe mới nhất của Volkswagen Việt Nam. Bạn thấy sao với chiếc xe này, và trong phân khúc xe 7 chỗ, bạn có lựa chọn chiếc xe này không? Xin chào và hẹn gặp lại.